xét cho cùng khi người tu Phật thành khẩn lễ lại trước bàn thờ Phật thấp hơn đọc bài nguyện thì thật ra người đó thành khẩn lễ lại những vị Phật Bồ Tát trong chính mình khi niệm danh hiệu Phật thích ca thì mình tưởng nhớ tới vị thầy đã chỉ dẫn cho nhân loại con đường giác ngộ đồng thời hướng vào chiều sâu tâm thức để kêu gọi các Phật tánh trong mình thật ra phật không ở trong những bức tượng phật không nghe thấy những lời cầu sinh không nhìn thấy những lễ lại bởi vì phật chính ở trong tâm ta thiên đàng hai địa ngục luân hồi hay niết bàn cõi ta bà hai thế giới tây phương cực lạc cũng là ở tại tâm địa ngục cũng tại tâm làm quấy về thiên đàng tâm ấy tạo ra cái chữ tâm mà quỷ hay ma Tiên hay Phật cũng là tại nó Trong Pháp Bảo Đàn Kinh Đức Lục Tổ cũng nói Lòng từ bi tức là quan âm Lòng hỷ xã tức là thế chí Lòng năng tịnh trong sạch tức là thích ca Lòng bình trực bình đẳng và chánh trực tức là di đà Trái lại lòng nhân ngã là núi tu di Lòng tà dại là nước biển lòng phiền não là sống trào lòng độc hại là rồng dữ lòng dối trá là quỷ thần lòng trần lao là cá trạnh lòng tham sân là địa ngục lòng ngu si là súc xâm. và đức thầy cũng cho biết làm gian ác là quỷ là ma làm chân chánh là tiên là phật trong việc tu thân sự kỷ đức tôn sư quỳnh giáo chủ đã dạy sự lễ bái không đủ cho ta tỏ ra là một tín đồ chân thành của đạo Phật được. Tại sao vậy? Vì Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các ngươi hãy lại thờ ta cho nhiều rồi ta sẽ đổ giúp các ngươi mà trái lại ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình thiệt hành theo giáo lý của Ngài thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ vậy. Như vậy người tu theo đạo Phật phải hiểu rằng mỗi khi mình lễ lại là mình hướng về những sức mạnh bên trong của mình. Chứ không phải là hướng về những quyền lực, quyền bí nào khác. Điều cần yếu là phải làm hết các việc từ thiện, tránh các điều độc ác quyết giữ tấm lòng cho trong sạch nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật kính thưa quý vị chương trình được tiếp nối kính mời quý vị thưởng thức phần thi văn sấm giảng quyển 1 khuyên người đời tu niệm mà đức thầy đã viết vào tháng 9 năm kỷ mão 1939 tại hòa hảo kính mời quý vị cùng thưởng thức qua giọng ngâm của đồng đạo Mai Lệ Quyền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Từ đây hai ôm hai đau ráng tu đem được Phật vào trong tâm lời hiền nói rõ quả thăm đặng cho ba tánh tỉnh tâm tu hành ngày nay điên mở đạo lành khắp trong lễ thứ được gành đường tu nay đã gần cuối mùa thu hết ngu tới dài công phu gần thành xác trần đạo lý chưa gần mấy ai mà được lòng thành giới điên điên này sẽ mở xích xiền dắt dìu ba tánh gần miền tiên ban không ham danh lợi giàu sang mong cho ba tánh được nhàn tắm thân thường về chầu phật tâu trần cầu xin phật tổ ban lần đức ơn nay đà bài to nguồn cơn cho trong trần hạ thiệt hơn tỏ tường Phật trời thấy khổ thời thương muốn cho lễ thứ thường thường làm nhân đừng ham tranh đấu thiệt hơn tu niệm chớ sờn uống lắm vẫn ngôi hồng trần biển khổ thấy rồi ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay đừng ham nói đắng nói cay cay đắng sau này đau đớn sầu bi tu hành tâm trí ráng trì sau này sẽ thấy việc gì trên mây đừng làm tàn ác hãm gây sẽ có người này cứu vớt giùm cho dương trần đắm chuyện đôi co phải dẹp vị kỷ mà lo tu hành kể kinh tưởng niệm cho sành ngày sau thấy phật đành rành chẳng sai lúc này thế giới bị ai chẳng nói vắng dài phật nọ tức kỳ tâm mấy lời phiên nhủ chẳng làm từ đây đạo hạnh được nằm thanh cao hồng trần lao khổ xiết khi bao khuyên trồng lễ thư bước vào đường tu Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. thưa quý vị chương trình phổ thông giáo lý Phật giáo hòa hảo của đồng đạo Phật giáo hòa hảo hải ngoại xin tạm dừng nơi đây xin hẹn lại chương trình kế tiếp chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho quý đồng đạo quý khán tính giả khắp nơi được an bình hạnh phúc tu hành tinh tấn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật